Đấy, cái bài 5 thì nó nói về interface, đúng không ạ? Bài 5 nó nói về interface. Thì trước tiên các bạn phải hiểu khái niệm interface là gì. Thì trước khi hiểu khái niệm interface là gì thì các bạn trong cái video lần trước cô nói các bạn về abstract rồi. Các bạn mà nghe kỹ thì nghe cô nói về abstract và khái niệm ghi đề, khái niệm override. Thì thứ nhất, các bạn phải hiểu cái ngôn ngữ lập trình Java là ngôn ngữ lập trình đơn kế thừa. Tức là một class chỉ kế thừa được một class khác thôi. Nghĩa là một con chỉ có một cha thôi. Còn một cha có thể có nhiều con. Ok, cái đấy gọi là khái niệm đơn kế thừa. Thì nếu như các bạn dùng abstract giống như cái bài ở trên. Đấy, các bạn sử dụng cái lớp trừu tượng abstract giống như ở trên này thì các bạn chỉ kế thừa được một class thôi. Hiểu không ạ? À, và để giải quyết vấn đề đơn kế thừa thì người ta mới đưa ra cái khái niệm gọi là interface. Lưu ý, interface nó không phải là class. Abstract nó là class, còn interface không phải là một class mà nó là một interface thôi, một cái giao diện. Hiểu không ạ? Thì interface nó giải quyết vấn đề đơn kế thừa, nghĩa là nó, các bạn có thể là có thể implement nhiều interface. Nó gần giống khái niệm kế thừa. Hiểu ý không? Gần giống khái niệm kế thừa nhưng mà nó không dùng cái extend mà nó dùng khái niệm là implement. Tức là thi hành. Hiểu không ạ? Thi hành. Đó. Thì interface cách viết nó giống class, nhưng mà bình thường các bạn khai báo class, các bạn thường là class rồi tên class đúng không? Thì khai báo interface sẽ là interface, sau đó đến tên của interface. Còn phần trong viết tương tự cái class. Nhưng mà đặc điểm của interface nó là như này. Trong interface nó không chứa một cái biến bình thường, nó không chứa một cái method bình thường, mà nó chỉ chứa duy nhất được một cái biến. Đó là biến hằng số, nhưng mà hằng phải là hằng static cơ. Đó, những biến bình thường nó không chứa được. Cái thứ hai nữa là method của nó chỉ có một loại method, đó là gọi là method không đối số, không có nội dung. Hiểu không ạ? Là một dạng method trừu tượng, tức là không có nội dung. Ok. Nó chỉ chứa hai loại vậy thôi. Và khi một class mà thi hành cái interface thì nó bắt buộc phải implement, nó thi hành toàn bộ những cái method mà trừu tượng của nó bắt buộc nó thi hành hết, nó viết lại hết. Ta gọi khái niệm override. Hiểu ý không ạ? Tại sao lại như vậy? Khi nãy một bạn hỏi cô là tại sao phải override thì cô mới nói như này nè. Giả sử như bây giờ cô phát cho các bạn mỗi cô mới phát cho các bạn mỗi người một tờ giấy trắng, đúng không? Cô bây giờ cô bảo các bạn là bây giờ các bạn hãy ghi cho cô sở hữu lý lịch của các bạn. Thì các bạn sẽ ghi trả lại cho cô cái gì đây? Mỗi người ghi một kiểu đúng không? Người thì có họ tên, người thì có năm sinh, người thì thiếu cái này thì cái kia đúng không? Như vậy thì cô nhận lại một mỗi người một cái bản nó không có giống nhau. Hiểu ý không ạ? Thì bây giờ cô thay vì cô phát như vậy thì cô sẽ ghi ra một cái form. Hiểu không ạ? Trong form để cô yêu cầu các bạn phải điền những cái ô này nè. Hiểu không ạ? Cô ghi rõ cái mẫu. Thì các bạn nộp lại cô là những cái mẫu giống nhau đúng không ạ? Và những thông tin cô cần thì các bạn điền hết. Hiểu ý không? Các bạn điền hết rồi. Thì có nghĩa là gì? Đó là một cái sự bắt buộc. Các bạn không biết các bạn làm những cái hàm gì, tôi không biết những cái hàm, cái method mà đã để là trống như này để trừu tượng thì bắt buộc các bạn phải override. Không override lập tức là lỗi ngay. Hiểu không ạ? Nghĩa là ép mình phải viết những cái method này. Không có method này nghĩa là không có hợp lệ. Và cái đây là một hình thức để ép các bạn phải làm như vậy. Nó là một cái ràng buộc. Hiểu không ạ? Ok. Đấy, đó là một cái rất hay. Tức là để các bạn phải bắt buộc phải có, không thì các bạn người thì viết thế này, người thì viết thế kia. Hiểu không ạ? Đấy, và cái này nó có lợi khi nào? Nó có lợi rất là nhiều. Thứ nhất là các bạn đỡ phải viết cốt lộn xộn nè, đỡ phải quên cốt nè, quên không biết nè. Và thứ hai nữa, khi các bạn làm việc trong nhóm, một cái group, khi bạn chia các cái file, chia các class cho những người khác làm, thì người ta khi kế thừa cái này người ta bắt buộc phải ghi lại, và người ta không cần, không quan tâm là
ông kia viết sao tôi chịu, cái này có nghĩa là bắt buộc phải override rồi, nghĩa là bắt buộc phải có rồi, hiểu không ạ? Cho người ta biết mình phải làm gì, hiểu ý không ạ? Đấy. Và trong Java API thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều interface, sau này các bạn gặp làm sau này các bạn sẽ gặp rất là nhiều interface có sẵn và những interface các bạn tự tạo, hiểu ý chưa? Thì bây giờ cô giới thiệu các bạn cách viết interface, đúng không? Thì cách viết interface thì ta sẽ sửa cái bài này. Các bạn cũng tạo một cái project ha. Cái này là lab, lab mấy ạ? Lab 1 ha. Các bạn tạo cho cô một cái package, một cái gói ha. Cái package là bài mấy ạ? Bài 5 đúng không? Thông thường các bạn lưu ý nè, cái package đó thì sẽ viết thường, class nhớ là viết hoa chữ đầu tiên nhé. Đó, viết hoa chữ đầu tiên. Đấy, ta sẽ tạo interface. Thì cú pháp tạo interface thì là interface xong tên DB action đúng không? Hoặc là các bạn click chuột, các bạn add interface ở đây luôn, Java interface ở đây luôn. Ok. Hoặc là tạo Java class xong đấy sửa lại thôi. Thì tạo interface DB action. Ok. Được chưa? Các bạn thấy đây là DB action rồi. Ok. Đấy, public thì các bạn nhớ xem lại cho cô cái khái niệm public nè. Tôi xóa mất cái package. Nên dọa package đi nhé. Đấy, nó phải nằm trong package thì nó khai vào package đây. Cái này được gọi là Access Modifier. Các bạn phải tìm hiểu lại cho cô nhé. Ok. Cái này ta sẽ thảo luận, các bạn sẽ hỏi các bạn nó là cái gì và gồm những cái gì ha. Được chưa ạ? Đó, thì đây là interface DB action. Thì đề bài yêu cầu các bạn là gì đấy ạ? Có 3 cái này thôi. Các bạn chỉ cần copy thôi. Các bạn nhìn nè. Bình thường các bạn sẽ thường để là public cũng được ha. Public void. Public chẳng qua là một cái access modifier thôi. Nếu như các bạn không để public thì nó có nghĩa là các bạn đang sử dụng cái default ngâm định, hiểu không ạ? Ok. Thì cái method, cái này là kiểu trả về của method đúng không? Cái này là tên của method đúng không ạ? Và method này không có đối số và các bạn thấy nó không có nội dung. Không có nội dung đúng không? Thì cái method này được gọi là method trừu tượng, không có nội dung. Ok. Được chưa? Đấy. Thì cái này là khai báo của interface. Có nghĩa là trong interface này yêu cầu các bạn phải thực thi 1, 2, 3, 4 chức năng. 4 chức năng này bắt buộc phải có. Ok. Rồi, bây giờ thể hiện phải có ở chỗ nào? Bây giờ người ta yêu cầu các bạn như này, tạo lớp product và order, đúng không? Và implement, thực thi cùng tiếng Anh gọi là implement cái interface này. Ok. Bây giờ các bạn thử tạo một cái nè. New. Cái này là class, không phải interface nha. Cho nên các bạn là new class. Đây là product đúng không? Okay. Rồi các bạn, cô cũng bỏ bớt cái này, nó khỏi rối ha. Đấy, các bạn mới implement, không phải extend nha. Extend là kế thừa đúng không? Cái này các bạn là implement. Rồi, DB action. Và các bạn thấy là cái product này nó sẽ báo lỗi. Và cái báo lỗi đây các bạn nhìn thấy nó là gì? Nó yêu cầu implement toàn bộ những abstract method. Abstract method là 4 cái method trừ tượng khi nãy, đúng không? À, ok. Đấy, thì là như này. Okay. Và các bạn thấy là nó có cái notation ở đây là override. Override hết phải ghi đề. Tại vì anh cha, cái anh mà của anh DB action này không có nội dung, thành ra nếu mà không ghi đề thì anh kia làm gì biết có gì đâu mà thực thi, hiểu không ạ? Cho nên nên là những cái method mà abstract là bắt buộc luôn, nó bắt buộc phải ghi đề. Và các bạn sửa code ở đây thôi. Đấy, giờ đây các bạn có thể là ghi system out green hay là ghi bất kỳ gì ở đây thôi, hiểu không ạ? Đó. Okay.
tất cả những cái đấy. Ok, được chưa? Các bạn ghi lại hết. Đây, ghi lại hết. Còn code thì các bạn muốn ghi sao? Ghi sau này các bạn sẽ dùng cái này, các bạn làm gì đấy ạ? Thêm, sửa, xóa. Giống như các bạn học SQL Server đúng không? Và bốn chức năng là xem, thêm, sửa, xóa đúng không? Đấy, các bạn viết thôi. Ok, là xong. Cái này chưa ghi nhé, các bạn ghi sau. Rồi, tương tự với cái gì đấy ạ? Order. Order y chang vậy. Không khác một cái gì. Bây giờ mình chạy nhé, mình thực thi anh này. Thì các bạn sẽ là gì đã tạo một cái class là chương, chương trình đúng không? À, class là chương trình thôi. Sao để các bạn trong cái chương trình này có cái gì đấy ạ? Để chạy thì phải có hàm, hàm main. Và các bạn nhớ là bạn khai báo tạo cái object của product nha. Nếu các bạn có product, new product, được chưa? Đó, các bạn lấy product chấm gì đấy ạ? Chấm gì đấy? Insert, insert có nội dung rồi đúng không? Rồi chạy. Được chưa? In ra chữ product chưa? Hiểu không ạ? Thì các bạn phải hiểu rõ cái mục đích của anh này để làm gì. Nó là một cái giao diện bắt buộc các bạn phải tuân theo, tuân thủ. Hiểu không ạ? Nghĩa là nó là một cái giao diện, nó là một cái khung mà khai báo các cái method. Hiểu không? Mà bắt buộc các bạn phải dùng, các bạn phải override lại các method đó. Thiếu một trong những cái đấy đều không được hết, phải đủ hết. Có bao nhiêu cái này phải override hết bấy nhiêu. Hiểu ý không ạ? Thì đó là interface. Ok. Rồi, vậy thôi nhé. Xong chưa? Ok.